Xin kính chào anh chị khách hàng. Hôm nay Giang xin mời anh chị khách hàng cùng theo chân của Giang đến với dự án The Son City. Thì vị trí hiện tại Giang đang đứng đây là trung tâm thương mại An Mall, quận Bình Tân. Thì ngay trên trục đường tên lửa, từ vị trí An Mall, quận Bình Tân di chuyển đến khu đô thị The Son City sẽ cách 14 km. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển đến khu đô thị để mình cảm nhận được trên cái trục đường mình đi á, thì có những cái điểm gì cần nổi trội và tại sao dạo gần đây rất là nhiều nhà đầu tư họ lựa chọn The Son City làm cái điểm đến để mà họ đầu tư trong những ngày cuối năm 2020 và đầu 2021 này. Bắt đầu khách hàng rất là quan tâm về The Son City. Thì trên thông tin thị trường thì những cái thông tin gần đây là The Son City bắt đầu xây dựng một số nhà phố thương mại. Thì mình di chuyển đến để mình trải nghiệm những cái tiện ích đã có của The Son City như thế nào và những căn nhà phố đã xây dựng tiến độ như thế nào anh chị nhé. Và mình dành thời gian để mình trải nghiệm nhà mẫu luôn. Rồi xin mời anh chị cùng Giang bắt đầu di chuyển anh chị nhé. Xin mời anh chị.
anh chị, hiện tại chúng ta đang ở trong một cái clubhouse của dự án The Sun City anh chị nhé. Thì hôm nay Giang sẽ với anh chị cùng trải nghiệm về cái clubhouse này. Sau khi mình trải nghiệm những cái thực tế về dự án á, thì đây là những cái căn nhà mẫu nè, những căn nhà mẫu căn số đây là loại căn gốc anh chị nhé. Đó. Còn đây là mẫu căn số 2, thì đây là cái căn liền kề nè. Thì bên đây anh chị để ý nè, bên đây là nó có cái mặt cắt nè, để anh chị nhìn thấy cái thiết kế luôn. Bên đây cũng vậy luôn, cái thiết kế mặt cắt. Đó. Thì Giang cũng có làm một cái chi phôi video chia sẻ chi tiết nè, Giang sẽ để cái link ở dưới để anh chị xem qua. Còn đây là cái mẫu shop house anh chị nhé, shop house Sun Central mẫu số 2. Bây giờ mình xem qua mẫu số 1 ha. Anh chị muốn kinh doanh thì hãy liên hệ ngay với cái đội ngũ kinh doanh của Giang sẽ bên đội ngũ này sẽ tư vấn anh chị để chọn căn shop house để mình kinh doanh. Bây giờ mình xây qua đây một vòng, mình coi căn số mẫu số 1 ha. Mẫu số 1 là mẫu căn gốc nha anh chị nhé, thiết kế cực kỳ đẹp luôn đó, thoáng. Anh chị kinh doanh thì cái căn gốc là sự lựa chọn hàng đầu rồi, nhưng mà căn này thì rất là khó lấy. Còn anh chị nào muốn lấy được thì hãy liên hệ với Giang sẽ cố gắng lấy cho anh chị cái căn này. Còn bên này thì chủ đầu tư họ đặt cái sa bàn nằm ở vị trí này ha, sa bàn The Sun City. Thì đây là tổng khu chi tiết nè. Ở trên này nó có một cái đường cao tốc luôn, cao tốc kết nối từ Sài Gòn Trung Lương nè, mình di chuyển tới thẳng qua Bến Lức với lại Long Thành luôn nha anh chị nhé, và đi tới sân bay Long Thành luôn. Là sau này anh chị từ các tỉnh miền Tây á, mình di chuyển ra các tỉnh miền Đông Nam Bộ nè, hoặc miền Trung rất là thuận lợi xong qua cái tuyến cao tốc này. Hoặc là anh chị muốn di chuyển qua quốc tế á, thì mình đi qua cao tốc này, di chuyển qua sân bay quốc tế Long Thành luôn ha. Thôi, đây là không gian chia sẻ về cái dự án The Sun City. Thì Giang cũng chia sẻ thêm với anh chị luôn, đây là trong cái clubhouse này có không gian rất là tuyệt vời để anh chị cà phê. Ở đây có một cái sofa nè. Đó. Anh chị khi đến trải nghiệm thì anh chị Giang xin mời anh chị qua những cái sofa này ngồi ha. Tuyệt vời. Ở đây là không gian của cà phê ông bầu ha. Cà phê ở đây rất là ngon. Đây. Không gian quán cà phê. Tuyệt vời anh chị ạ. Đây có một số bàn để anh chị ngồi luôn nè. Thì bây giờ mình di chuyển đến cái không gian tập gym ha. Tập gym thì ở đây nó có một số hai cái máy chạy bộ. Ở đây có hai cái máy tập gym luôn anh chị ha. Thì cái máy này thì chủ đầu tư họ đặt ở đây để cho mình cảm nhận là sau này khi mà anh chị mua nhà ở đây á, thì sẽ có những cái phòng gym để mình sử dụng luôn đó. The Sun City, hành trình hạnh phúc cho chủ nhân tương lai và gia đình thân yêu ha. Rồi mỗi buổi chiều hoặc buổi sáng mà anh chị đến dự án sớm á, thì chủ đầu tư cũng đặt cho anh chị một cái bàn để anh chị cà phê và mình ngắm hồ bơi anh chị nhé. Thì Giang đi ra phía ngoài không gian dự án nè, có những cái bộ bàn ghế để mình cà phê, mình trải nghiệm hồ bơi đây luôn. Ở đây thì họ chủ đầu tư đã làm cho anh chị cái hồ bơi nè, mình di chuyển qua ha. Đây, hồ bơi hiện hữu luôn. Phía sau lưng á, thì đây là cái đường cao tốc nha anh chị, đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương đó, và di chuyển vào đường Bến Lức với lại Long Thành. Đây, mình di chuyển vào anh chị nhé. Còn khu vực bên này là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ thì nằm chung đây. Mà anh chị di chuyển lên khu vực phía trên này ha. Phía trên này thì chủ đầu tư làm những cái phòng hội họp rất là tuyệt vời luôn. Thì tương lai sẽ có thể là mở phòng gym hoặc là một cái phòng tiện ích gì đó. Và ở trên đây có một cái không gian trải nghiệm tuyệt vời anh chị nha. Ngoài trời anh chị nhé. Rồi Giang xin chia sẻ về đây là cái phòng họp. Gặp chiếu phim. Đây là không gian gặp chiếu phim anh chị nhé. Tuyệt vời. Rất đẹp luôn. Thì thực tế hiện tại thì chủ đầu tư họ để mà training sale á, rồi những cái buổi họp gì đó quan trọng chia sẻ thông tin về dự án thì sẽ chia sẻ ở đây. Rồi, Giang xin mời ra khu trải nghiệm. Người thân chưa? Đây, thân chưa? Ở bên này là
Xin mời anh chị. Đây là khu trải nghiệm tầng thượng nha. Thì thực tế đây là tầng 1 thôi, tầng trệt tầng 1. Thì ở đây thì anh chị có thể ngắm được tất cả những cái công trình xây dựng của dự án The Son City anh chị nha. Như bên tay phải của Giang đây là, đây là cái dự cái những cái căn shop house đang được gọi là gấp rút hoàn thiện rồi. Một trệt hai lầu. Còn đây là những căn nhà phố một trệt một lầu ha. Đó. Thì đây là những căn mẫu được hoàn thiện và thiết kế chi tiết. Anh chị muốn trải nghiệm căn mẫu thì hãy đến để mình trải nghiệm thực tế. Còn những cái tiện ích đó, chủ đầu tư đang hoàn thiện từng ngày từng ngày từng ngày và hiện hữu từng ngày luôn. Những cái cư dân đây thì họ thấy rất là rõ nhất rồi. Còn những khách hàng mà đã đến đây, đã mua ở đây thì chắc chắn là họ sẽ đến xem liên tục thôi. Khu trải nghiệm cà phê tuyệt vời buổi trưa buổi chiều gì đó. Ở đây để mình mỗi anh chị có thể dành thời gian đến mỗi ngày luôn để mình coi công trình mình xây dựng mỗi ngày nó sẽ hình thành tới đâu. Đó anh chị nhìn từ xa đó. Nó là những cái cọc móng nha. Đó những cọc móng đang được ép. Đó. Ép cọc móng đầy đủ luôn. Rồi công viên nè, rồi sân sân đó gì em? Bóng rổ phải không? Bóng rổ cũng hiện hữu rồi. Đó, còn khu đó là khu gia đình ba thế hệ diễn nó đang được xây dựng luôn nè. Tầng trệt tầng 1 đang lên tầng 1. Nó đang lên tiếp tục lên tầng 2 rồi. Đó. Mình di chuyển qua đây. Thì những khu đất đó cũng đang được kiểm tra về chất lượng để mà đưa vào xây dựng. Tuyệt vời không anh chị? Ở một cái lúc hào quá tuyệt vời, ở một cái dự án quá tuyệt vời của The Son City. Sau này anh chị nhận nhà, anh chị sở hữu, anh chị có đầy đủ tiện ích. Tại sao mình còn chần chừ khi mình sống gần đây nữa? Để cho con cái mình có một cái nơi ở tốt hơn, trong lành hơn. Môi trường tuyệt vời hơn, không gian sống tuyệt vời hơn, mọi thứ tuyệt vời hơn. Thì anh chị chọn ở đâu xa nữa, hãy chọn ngay The Son City nếu mà anh chị muốn sống tại khu vực này. Tuy là đây là thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nhưng nó sẽ giáp đường biên giới giữa huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh chị nhé. Cách một cái đường biên giới thôi, giá trị nó sẽ tăng cao trong thời gian. Đây là thành phố vệ tinh của khu Nam Sài Gòn chị nhé. Có những khu đô thị như Phú Mỹ Hưng nè, thì sắp tới sẽ có một khu đô thị The Son City sẽ nổi lên và nó sẽ giá trị nó sẽ tăng cao và sẽ đuổi bám theo giá trị của bất động sản Phú Mỹ Hưng. Anh chị hãy đón chờ xem chị nhé. Những người khách hàng nào nhanh tay thì sẽ mua ngay, còn anh chị chần chờ thì anh chị sẽ mất cơ hội chọn được những căn tốt nhất, những lô tốt nhất, những căn nhà phố nhất, những căn shop house tốt nhất. Hẹn gặp lại anh chị tại dự án The Son City. Số điện thoại của Giang là 0914245885. Xin chào anh chị, hẹn gặp lại.